Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Taiko. Có một cái thiết bị mà trong hầu hết những cái trung tâm rửa xe và chăm sóc xe ô tô nào cũng có. Một cái thiết bị nó thể hiện được cái sự chuyên nghiệp cũng như là cái sự tiện lợi trong cái quá trình mà làm sạch và làm đẹp xe. Đó chính là cái cuộn dây hơi tự rút. Một cái thiết bị có vai trò là trung gian khi mà kết nối giữa hệ thống khí nén trong nhà xưởng và những cái thiết bị đầu cuối như là súng xịt khô, đồng hồ bơm lốp, máy phun bọt tuyết hay là máy hút nhớt ô tô, máy hút nhớt xe máy. Đây cũng là một cái sản phẩm mà khá là phổ biến trên thị trường. Mỗi một cái thương hiệu thì nó có một cái chất lượng và những cái giá thành khác nhau. Và cái điều mà anh em thợ quan tâm đó là tìm được những cái sản phẩm nào mà có chất lượng tốt cũng như là giá thành phù hợp. Thì trong chủ đề video lần này, tôi cũng xin được giới thiệu với các bạn về một cái sản phẩm, một cái cuộn dây hơi tự rút mà Taiko đang cung cấp cho khách hàng của mình. Đó được xem như một cái giải pháp để các bạn có thêm được cái sự lựa chọn cho mình. Thì sau đây tôi xin được giới thiệu với các bạn về một số những cái đặc điểm của cái cuộn dây hơi tự rút chuyên dụng cho những cái tiệm rửa xe và chăm sóc xe ô tô mà Taiko đang cung cấp. Cái đặc điểm đầu tiên đó là cái sợi dây của cái cuộn dây hơi tự rút này, nó được làm bằng cái chất liệu polyurethane, còn gọi là PU. Nó có khả năng kháng lại môi trường rất là tốt, chính vì vậy mà nó không bị cái tình trạng oxy hóa. Và đặc biệt nó có khả năng chống mài mòn hơn hẳn những cái loại cao su thông thường. Cái dây này thì nó có hai lớp. Một lớp bên trong có đường kính là 8mm và đường kính bên ngoài là 12mm. Nó có thể chịu được áp lực lên đến 300 PSI. Cái thứ ba đó là cái đầu vào khí nén của cái cuộn dây tự thu này được thiết kế với cái đuôi chuột 13, có khả năng chống gỉ và chống mài mòn rất là tốt, và nó tích hợp được với hầu hết những cái đường khí nén cấp vào cho cái cuộn dây. Cái thứ tư đó là cái đầu ra của cái cuộn dây hơi tự thu này, nó được thiết kế là cái ổ bi 13. Nó dễ dàng để kết nối với những thiết bị đầu cuối như là súng xịt khô, đồng hồ bơm lốp, máy phun bọt tuyết hay là máy hút nhớt. Cái thứ năm đó là về chiều dài của cái cuộn dây này, thì khi mà kéo dây hết thì cái chiều dài của nó lên đến 15m. Chính vì vậy mà nó rất là phù hợp khi mà làm trong những cái tiệm rửa xe ô tô và những cái tiệm chăm sóc xe. Cái đặc điểm thứ sáu, một cái đặc điểm rất là nổi bật của cái cuộn dây này đó là nó có cái lò xo cuốn, có thể kéo ra và rút vào, rất là ngăn nắp trong những cái tiệm rửa xe. Cái đặc điểm thứ bảy đó là các bạn có thể kéo ra với cái chiều dài như mong muốn của mình, mà không phải kéo ra hết nó mới dừng lại được. Và sau đấy khi không sử dụng nữa thì cuộn vào, và nó có một cái quả bóng để giữ lại mà không làm cho cái đầu dây này bị cuốn vào trong. Cái thứ 8 đó là cái vỏ của cuộn dây này, nó được làm bằng thép và bề ngoài được phủ một lớp sơn tĩnh điện. Chính vì vậy mà chống gỉ rất là tốt, đặc biệt là trong cái môi trường ẩm ướt của tiệm rửa và chăm sóc xe. Đó là mỗi một cái cuộn dây hơi tự thu này thì nó đi theo kèm với cái bát và những cái bu lông để có thể bắt được vào tường trong cái quá trình mà sử dụng. Thì vừa rồi tôi đã giới thiệu với các bạn về cái cuộn dây hơi tự rút cho tiệm rửa xe và chăm sóc xe ô tô chuyên nghiệp. Các bạn khi xem video còn những vấn đề gì thắc mắc có thể gọi điện hoặc nhắn Zalo cho cái số hotline ở phía trên màn hình, hoặc các bạn cũng có thể comment câu hỏi của mình cùng với số điện thoại xuống dưới video mà các bạn đang theo dõi, để nhân viên của chúng tôi sẽ gọi điện lại tư vấn miễn phí cho các bạn. Các bạn khi xem video nếu như thấy hay và hữu ích, hãy nhớ bấm like và đừng quên đăng ký kênh của Taiko để có thể theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.